Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Game thủ khập khóc ở đầu cánh. Chúng ta có màn máy của game thủ Chim Sẻ, bài cầm Hitty tụt sâu góc 3 giờ. Đang tìm mỏ quả đầu của mình, hai cánh rừng gần nhà đây rồi. Lại lạnh à. Quả đầu 7 cây. Và đây chiếc BG nhét hai dân bên trong. Và đây là Max C nữa trong tay của thủ 21 Băng Đinh. Thế trong cánh khả năng 6 giờ sẽ có người. Cái này thì thủ thóc cũng như là 21 sẽ là người đi dò. Bài 21 đã có sẵn một đôi voi. Và đây là máy của người cầm Roman, đó chính là game thủ Jonathan Tễu. Một thế bài đầu cánh quả đầu 6 cây ở trận đấu này. Kèo 44 đoạn đường anh em nhá. Chào anh Nguyễn Quốc Hà Đoàn, chào anh em đang xem. Chào anh Ngô Trường nhảy lên anh em. Làm vòng đi dò để cho bài đấu này rồi. Những bước đi dò dành cho bài đấu này. Xem bài Hitty đấy. Bài Hitty này đang có những bước đi dò. Chưa có đồ lùa về nên cái thủ Chim Sẻ. Quan trọng là những nhà đấu cánh. Bài 21 thì thấy bảo là cũng ok rồi. Khung hiêu đầu và hai voi. Nhà rất nhiều rừng. Bài khung nhà Maxi. Đây là máy của game thủ không được khóc. Khóc đang lùa bầy hiêu về, bầy hiêu 5 con. Trận đấu đầu tiên xong kèo 44 buổi tối ngày hôm nay anh em ạ. Hy vọng chúng ta sẽ có một kết quả có lợi trước các game thủ đến từ team Vitamin Kumet. Về lịch sử đối đầu thì các game thủ đến từ team Vitamin Kumet đa phần đều thua kèo 44 trước game thủ của FPS. Họ không có nhiều những kèo thắng. Kể cả khi mà còn game thủ Kumet 5 số kill hay là bây giờ không còn thì hưởng vào thay. Bầy hiêu 5 một voi nhưng mà khóc đang khá vất vả với bầy hiêu ở mép dốc. Nam hẹn nhưng mà chưa lên được. Rồi lùa nốt bên hiêu này về đi. Hơi vất vả về bên hiêu này. Có cầu trước con voi không? Vâng, và đến với trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà đi chợ hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc bên người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Rất mong đây sẽ là địa điểm để có thể tiếp đón anh em và được anh em ủng hộ. Bạn cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc căng thẳng? Bạn cần một nơi để giải tỏa stress và tận hưởng cuộc sống, hay một không gian lý tưởng để tiệc tùng cùng bạn bè? Đến ngay với hệ thống quán nhậu tự do với 11 cơ sở khắp các quận Hà Nội. Không gian đa dạng, rộng mở, cỏ cây xanh mát, chuyên các món ăn đặc sản, lẩu nướng, hải sản, cùng đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình. Quán nhậu tự do đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như gặp gỡ, liên hoan, sinh nhật hay tụ tập xem bóng đá tới quê. Hãy để quán nhậu tự do giúp bạn tìm ra chính mình, bùng nổ, sống động và thực sự tự do. Hệ thống quán nhậu tự do dành tặng ưu đãi 10% tổng hóa đơn cho anh em. Mọi người đặt ăn trước và thanh toán kèm mã Chim Sẻ Nắng để nhận ưu đãi. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta. Trái Nguyên Ba Úc nhá, đây rồi, đeo màn máy của anh thủ Chu Văn Tễ, bài lên muộn. Không đồ lùa vé, đồ nhân đôi, quả phụ vẫn thiếu đồ đúng không? Đây thêm bầy hiêu nữa, nói chung là bài này cũng liều tìu thôi. Đây là máy của Sẻ, quả phụ bầy hiêu cũng không đồ lùa về. Có vẻ bên mình lên đời hơi muộn ở trong trận đấu này. Trong khi đó thì bên kia lại có những con chém tuyển của Rome, Mark, Gia. Nhờ cung đội bạn thì hơi cùi. Không, 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 không. Rồi, sẽ quên nốt con hiêu này thôi. Đây là con hiêu cuối cùng trong bầy hiêu của game thủ Chim Sẻ. Đi dò đấy. Và như vậy là đi dò thêm phát nữa. Đây là máy thủ 21. Hai để xe dò đâu đây. Vâng, 21 sẽ phải đi dò gấp 6 giờ anh em ạ. Bài 4 voi về, rất là ok là. Cắm một dân dùng 6 giờ, nếu có cái thì không phải đi dâng lờ mà không có thì đi dâng luôn. Bài 23 dân. Như thế này thì dâng thì cũng sẽ hơi muộn. Ba kẹp xăm anh ơi, đánh nhà nhá. Yeah, game thủ cung mết mạnh hào kẹp xăm góc 6 giờ. Chạy khang tây nhá. Cung mết 5 số Q thì đã chính thức là nghỉ ở team Vitamin cung mết. Và 4 đầu cánh khóc. Bên kia chỉ có một mình cung mết chuyên mạnh đánh cung thôi. Rồi đóng nhà. Đây là BL. Và đây sẽ là chiếc nhà BM đang đợi gỗ đến từ 21. Và bài sẽ chém nhà kẹp xăm. Sẻ thì tất nhiên đánh cung trong cánh rồi. Bài chúng ta đánh 3 chém một cung hết thôi anh em ạ. Đây là máy của game thủ cung thóc. Bài voi và quả phụ nhưng mà đồ lùi về hơi muộn. Rồi, chỉ quên voi được rồi. Đây, đợi hết trận đi rồi tính. Đây, 1-4 đi dâng lờ vào giữa nhà cung thóc đây rồi. BL. TM. Tễu lên muộn đấy. Nó đóng nhà gì kìa.
Rồi kích. Và như vậy là 25 dân và 13x. Đây BL đánh cho người cầm 4, đó chính là Kumet U98. Đã định bo vãi bảng của em rồi. Cày. Lên xiên nó đi. Không ăn vãi bảng dưới luôn. Đây công đã. Dần dần là dàn hiêu, đội bạn đã có ngựa giò rồi. Và màu 2 bắt đầu chọc nhà của game thủ Trôn ăn tễu, màu 2 đó chính là game thủ Kumet Văn Hưởng. Rồi ăn vàng đây, khóc. Bài khóc này đang bị màu 4 ở đầu cánh chơi. Mất giò luôn đi khóc rồi. Xin giò mới. 1 đánh 28 dần nữa. Đang định bắt giò để bạn nhưng chưa thành công. Đây là nói của 21 mid E. Vừa đóng xong cái E, 1L. Màu 3 đang có giò xúc ở đây rồi. Đang muốn bắt con giò màu 3, màu 3 lên muộn hơn 21. 1L, bắt được con giò màu 3, màu 3 giò công giáp, khỏe phết. Sẻ chưa bị ai xiên. Tham lai là 21 trên 32. Rồi bo nhỏ mỏ vàng, và đuổi dân dân này thôi. 4 là chưa khóc. 4 đầu cánh khóc mà. Tham lai là 22 dành cho 21 và đang xiên dân màu 3. Đấy con nông dân Yamato tay của Kumet Mạnh Hào. Tìm đây. L2 được thiết kế và đang xiên dân màu 3. Chào Hùng Huy nhá, hello cháu. Tránh nước mắt thằng Hề nhá. Rồi xiên. Ở nhà thì mỏ vàng đã được bo bế đây rồi. Bo nốt mỏ quả. Tham lai là 23 dành cho game thủ 21 Bắc Ninh. Đã đi quản mỏ 3. Xong khi đó thì khóc báo về vừa chơi. Ui, chơi hơn trùng dân của mỏ 4 luôn. Đau thế. Được đấy chứ. Xiên luôn mỏ hoa này tươi đấy. Không, trận này lại chém được mỏ 4 nữa. Ảo nhờ. Rồi, mỏ 3 đã bo bế đây rồi. Mỏ 2 thì báo về ăn hoa vớ vẩn. Vấn đề bây giờ là câu chuyện giữa sẻ và mỏ 1 game thủ cũng biết truy mệnh. Và những tay chém của chúng ta sẽ hoạt động như thế nào với những con Maxe như thế này. Bên kia thì Babylon thì không biết có chuyển ai không, chúng ta Hitty thì không phải đấy. Thôi chuyển rồi. Và Maxe này không bánh xe nữa, khóc đang chặn được dân của người cầm bầu 4, rất tuyệt vời. Rồi chạy xiên nó đi. Maxe đuổi chém của khóc cũng rát, khóc cầm Maxe đuổi quân đội bạn cũng rát. Em nói thủ chim sẻ với tham lai là 43. Bơm vàng với thịt đây để lên giáp 4 đi. Bầu 5. Lên công nghệ cho khỏe đi. Rồi gỗ 2. Bơm lắm vàng đấy, anh em không có thịt à, anh em không làm thịt à? Chỉ đào vàng à? Xin thịt không ai cho. Cày. Rồi màu 2 vào xẻ tơn đau nhá. 3 yếu rồi. 1 bắt đầu bắn nhà của game thủ Trôn Ante Âu. Đây là máy của game thủ 21, thông tin bảo vệ màu 2 thì còn mỏ vàng thôi. Khi mà 21 đã chặn được rất nhiều dân của cầu màu 3. Tuyệt vời. Không có ai đưa dân đi cả, khóc cũng không có dân đi. Có 1 12 giờ rồi. 11 giờ à? Tễu bảo vệ 11 giờ. Ờ, ngay trước cửa nhà em thôi, khóc ơi. Ngay trước cửa nhà em thôi. Em đâm đi. Ngay trước cửa nhà em luôn. Đây là khóc. Đấy. Ờ, cái chỗ chấm xanh. Đấy, đây, 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 đúng rồi. Đóng. Đi vào sắp mèo đồ là thấy luôn. Ui giời, lộ rồi, anh đã bảo đóng luôn đi. Rồi, từ chưa nhìn thấy, nó đập con đấy kệ. Rồi, chém vào 4 đây rồi. Đóng đi. Nhanh đưa chém đến bây giờ. Vâng, nâng được cái chiêng không? Bấm thịt đi, bấm thịt cho bọn 6 đi. Rồi. Y2 luôn. Rồi, Y2. Ok. Có rồi, đủ rồi. Cho đi trong khe đấy ra đấy. Lên đấy, xách y lên nhà 1-1 đi. Để đưa đội bạn về thế chuyển A đấy. Làm lại là 13 đấy, khóc nhưng mà sẽ được nhận đồ đến từ đồng đội để có thể đâm y. 2 y rồi nhá. Dạ đúng rồi anh Triệu Long ơi, chuẩn luôn anh ạ. Viên nhắc vậy thì thành 5 đánh 4 là bên kia thì cũng có bình luận viên nhắc mà anh em. Các bi đã bình luận ở trên tầng trên rồi. Nhà sẻ, quan trọng là sẻ thủ màu 2, nhà sẻ hơi rộng và 4 rất nhiều chém. 98 có một bài đấu tích chém và đó là cực kỳ đông và đội bạn đã muốn ốp luôn nhà cái thủ chim sẻ. Đây những chém Max C nên phủ của Tễu sẽ hơi phế trong tình huống đứng kề ở đây. Màu 2 đang đụng vào và tên này rất khó đỡ thành cho anh thủ chim sẻ nắng kia đội bạn đã quá đông. Và màu 1 vào luôn cộng với đó là những con chém của Max C. Phu kìa. Có
đi. Rồi. Làm lại được số đó chính là 62 với thủ chim sẻ. Tớ này rất khó đỡ, đây là em của Đỉnh. Cày thế nhờ, của 7E gian. Ba nhà tô màu vào đây rồi. Chỉ có thiếu Mạnh Hào thôi và đội bạn là 7E cực kỳ gian. Đang muốn bắt chém người cầm 4. Và tớ này loang hoang là sẻ vẫn đỡ được đây. 7E chưa được. Tiếp tục là tớ 7E để giữ quần, đỡ được. Hay quá nhờ. Vẫn đỡ được nhà, mất hơi nhiều dân. Đây đây đây. Cửa gỗ bấm đây nhá, vẫn là màu 5. DC thiết kế luôn. Màu 2 lại lao vào nhà anh thủ chim sẻ ở đây rồi. Rất đồng chém với đội bạn. Mặc dù chúng ta cũng vừa hit đi ra 4, nhưng sẻ bắt đầu được tham gỗ đi. Gỗ là đỡ nhà. Rồi. Thịt thì bơm cho khóc, thịt bên này đây. Tham lai là 44 và bắt đỡ thành công. Và trong khoảng gian này thì khóc đang làm gì? Đeo máy của khóc, đâm đi vào nhà người cầm 1 chứ còn gì nữa. Cày, cho con đi ra, đúng rồi. Quýt. Quýt à? Quýt đánh tiếp, thấy phép dụng vào 3 rồi. Tiếp tục nhận đồ đến từ đồng đội. Xiên nổ cả BC đội bạn luôn. Nổ luôn. Rồi, vào. Cục vàng cũng chết thôi, mà không cục vàng thì cũng chết thôi. Xong đều ID, xong đều ID. Giờ đủ rồi, không cần gì nữa. Tham lai được số là 21 dành cho Cung Thóc. Và đang vào xiên nhà của người cầm 1 game thủ. Cùng bên truy vệ chuyển cung A này, chuyển A này. Ôi, hôm nay nhiều cung A đấy. Vẫn vào xiên. Tham lai được số là 14. Cái thế này đội bạn cung đẹp quá. Và đội bạn chuyển cung A nhá. Đây là máy của game thủ. Đây là game thủ Chuan Teo. Em phải tích khoảng độ gần chục con đi vòng đợi đấy đã. Lúc nào đánh nhau thì bảo vào thì vào, chứ vào luôn là thành ra phế. Đi từ tháp mèo đồ 12 giờ vào ngược sau nhà BA là khoanh dụng đội bạn luôn. Tham cân. Còn mỗi một thôi. Bên này thì khóc tham 13, hai Max C ta mất tham thì không thể tránh khỏi rồi. À không, Max C bên này khỏe quá, anh xin lỗi, hơi nhầm. Max C tham này 35, tóm được màu 2 của Cung Vết Văn Hưởng. Thiếu gì thì cứ báo. 20 gỗ nữa kìa. Rồi, đây. Rồi, 2 feet. 2 feet rồi. Trẻ bắt đầu ngồi hát rồi anh em ơi. Và phải hô to lên bởi vì khi mà các bạn xem kèo 14 này ấy, thì nó sẽ cực kỳ gọi là loạn anh em hiểu không? Và đây, cái khoanh ruộng này. Con gì nhìn thấy rồi. Chém rồi, bạn đang lao vào. Đấy, đủ gỗ em dùi cái y ra. Gõ một cái y đấy ra, 21. Không à. Đấy, đen BB làm cái y thì ông nào vào. Này. Ui. Chưa. Rồi bạn 50 dân rồi. Bên này thì sẻ tham lai 75. Sẻ thủ cho tôi. Anh em tích chém đi, quản bản đồ đi là được. Quản mẫu A đi. Thì quản nó hồi đâu, bắt dân nó đi, sẻ đua sắp dân thì đây, đúng bài thôi. Về đúng thế này anh em bạn sẻ chủ lực. Ok, nước mắt thằng Hề ơi, rồi em mời em đi cà phê luôn này, ôn tân thạch cứu anh dài. Cảm ơn anh nước mắt thằng Hề nha, thạch cứu anh. Rồi bây giờ có 2 bắt đầu vào cuối nhà, anh sẻ chém vào giữa tầm này thì mình nghĩ là không vấn đề gì. Bắt đầu chửi anh em ạ, tránh khung gốc nhá. Bản đồ nó nâng cấp đấy, chim sẻ này này mày. Thế bảo có 2 tân dân giữa nhà, cắm một con cua đấy tìm không. Lao vào luôn dân vàng. 1 lên 4 luôn. Bên mình ít quân lắm. Ờ cháy ruộng kìa. Đâu đấy anh đến thịt cho. Ờ sẻ đang thiếu vàng. Đây là máy của ông này còn 22 thịt không tính. Đã bảo là lúc nào bảo vào thì vào, mày vào làm cây gì. Đi rúc rúc ở đây làm gì để nó bắt hết y xong lại không còn gì thi đấu. Không có vàng, bên kia không có vàng đâu sẻ ơi. Hai Max C không có vàng. Tễu thì không vàng rồi. Lên 4 xong rồi kìa. Vãi trưởng. Bây giờ lại phải lên 4 đuổi đây. Ôi đợi nó đi quân mà vào thôi. Và mệnh cũng lên 4 rất nhanh các bạn ạ. Bên này đi sẻ chưa đào đủ vàng. Vâng, tham lai được số là 1 lít dành cho game thủ chim sẻ. Với cái thế bài này mà chúng ta đánh thế thủ thì nó sẽ rất là liều tiều. Rồi, kích 4 thành công ở phút 30. Và chúng
ta sẽ cần vài phút nữa để có thể lên 4 cân lại với những cái chuyện vậy. Bây giờ thì ta sẽ cần phải bắt hết màu 2 đã. Chắc chắn là đội bạn sẽ dí vào cái điểm yếu này, bởi vì cái bạn này thì đội bạn đã nhìn thấy rồi. Rồi nào bạn vào đây, bạn vào đây. Rất tỉnh từ khu vết bạn hưởng, chỉ đưa một chém và một sọc đơn vào. Này thì một chém một sọc đơn, bạn vào đây. Chờ nãy giờ cái quản đi, cái quản 2 đi. Ok, sẽ có phải chuẩn bị dùng dịch không gian vàng đi thôi. 21 đang ăn vàng đây rồi. Thủ 1k cho chắc đến từ cái thủ chim sẻ. Thông tin báo về bên kia thì cái thủ không biết chim bệnh 53 dân. Khóc bên này tham 7 đang đi cày lại nhà mùa 4. Bên này thì tễu tham 17 đang đi quản. 21 thì sẽ là tham lại 36. Đang cả chặt gỗ luôn rồi. Còn đốt nhà mùa 3 không biết mạnh hào. Sang nhà mạnh hào làm ăn làm tí vàng luôn. Mang xe chạy một mắt rồi. Sẻ vào mang xe của một chạy dân cũng chạy được của này. Cả bộ ba nên chém một mạnh hào vào nữa. Ta là Indy, đây là hot của Babylon. Đấy anh em nào quấy nhau vào một thì quấy đi. Đấy gỗ. Gỗ thôi, chứ còn thịt. Vàng có sẵn đây rồi. Và tên này là một đôi bốn xong với một chim sẻ biết tên hot đầu tiên. Babylon đã có lửa bắn chặn cái kiểu đây rồi. Nên công nghệ chặt gỗ. Và BC nữa đơn với tầm xa. Và tham lai đầu số đó chính là 95 tới thủ chim sẻ. Lực nói chung là khỏe và sẽ phải đóng A bên trong để xin hot ở trong này. Và cái ca con này thì không chơi được các bạn rồi. Ai cũng quần về đỡ tôi nhẹ thôi là đỡ được này. Đang A hot bắt đầu ra đấy thủ chim sẻ rồi. Ca đang ném. Và đang beat hot rất căng ở thời điểm nhạy cảm để đang được đối phương xong. Nhiều rồi. Nè nè cho tiễu vào, tiễu vào quay lại rồi cô chỗ đấy tiễu. Đen rồi vào đi bắt. Cứu tí cái. Tí rồi xíu thôi là thủ được. Vâng, đang tăng A bên trong và sóc hot bên trong nhưng mà ruộng bắt đầu bị chơi vào bên ba rồi bạn đang ốp nhà bây giờ thủ chim sẻ cứ có ba đi. Và còn cái công nghệ đào vàng nữa nhá. Rồi đang có đào vàng ok thành công. Đấy rồi tiễu lùi lùi vào trong anh ơi, bỏ bây ngoài nhá, bỏ bây ngoài nhá. Bắt thằng hai với thằng ba trong đi. Bỏ ra ngoài rồi đấy, đang sau ba trong rồi. Rồi bạn đã nhìn thấy hot hit thì nó sẽ chất lượng hơn so với hot Babylon. Vấn đề là chúng ta cần phải tụ được thì chúng ta vừa mới lên 4 xong. Anh em nào có quân vào máy nha, 1D không ai có quân máy nữa à. Và quản vàng được không đi quản vàng đội bạn sẽ đi đang hot ở bên trong này. Tham lai của chim trẻ đang số là 77 và đang chờ thịt vàng để có thể đấu quân với đội của bên chuyện vậy. Vậy là bài đấu tầm hot của Babylon. Chúng ta là hot DT của một con hot 100 chưa bắn. Và hot DT thì nó chất lượng hơn chút. 21 quay lại đào đào đi. Vàng đi, vàng đi, vàng đi. Rồi bạn đi quản vàng rồi. Vàng sắp tới ít máu thôi. Thêm một đơn hot nữa mở ra. Loang hoang nó vẫn thủ được đến nhưng không đẩy. Sẻ đang rất thiếu. À đây có được 800 vàng nữa đây rồi. Vàng thì thoải mái rồi. Rồi đỡ được rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã qua được cơn bị cực đầu tiên. Thở vào sau tên này anh em ơi. Có. Và thông tin báo về bên kia fit hết rồi anh em ạ. Ok, em cảm ơn anh nước mắt thằng Hề đã gửi tặng em 50k. Em nhận được rồi anh ơi, thank you anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thông tin báo về tham lai mình đè mạnh. Khi mà cái unmate chuyên bệnh chỉ là 58 dân rồi bạn đi quản vàng rồi. Thấy rồi, chạy rồi. Có bản đồ rồi, yên tâm đi. Vấn đề bây giờ là sẽ phải cơ cấu lại nguồn lực của mình sau một tình huống bị bay hết những khoanh ruộng. Và vấn đề là chúng ta là hot của Hitty anh em ạ. Đây rồi, sẻ đang sang thủ cho 21 một tơn. Vin tơn hot mình ra. Trận đấu đang rất căng, bắn hết hot của 1-1 để giữ tham cho 21. Bởi vì 21 cũng là một tham lai số má bản đồ. Xem bên kia có ai hồi không anh em ơi? Không ai hồi, ok. 21 bị bắn một tơn thì như kiểu cạo lông luôn thế này. Đúng kiểu Max C. Rồi. Có dục dịch, có tí giáp dùng thì nâng dần thôi. Rồi, giảm 6. Tí nữa hồi một tí cái là có thể lên được hot thần ngay. Chú Tễu vừa tóm được màu 2, hay quá anh ơi, được à. Anh chạy về kịch bao giờ mà hồi. Đấy, chạy đi, đúng rồi, bảo sẻ đen nghe ra vào trong đấy thì cũng tết lè. Sao đây? Vâng, chuột của sẻ đang gặp vấn đề, ok. Sao đây? Ê ba đi, một người thôi. Sao đây? Mất chuột à? Đợi, anh em đợi gì ạ? Thằng hai còn bé hơn cả em ạ.
Ok ok anh em ơi, được rồi, chạy đây. Rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu này anh em ơi. Ôi, Tèo ơi, quay đầu đi. Quay đâu? Nó lại có một turn ở đấy thôi. Vâng, lại đưa hot về đỡ mặt này. Từ, đợi tí sẽ bắt turn đấy xong rồi anh vào. Được. Và vừa mất điểm dần cho mình của chim sẻ đấy, vào chỗ này cũng được đấy. Đi vòng ra bên kia. Mặt đấy. Vâng, đeo máy của anh thủ Jonathan Tễu đang quản vào 1-1, được. Đấy, cứ cầm mấy con này đi thôi. Đeo máy của 21 với timeline là 18. Đã bắt đầu sóc chém ra đi em ơi, sóc chém đi quản thôi. Đây, tham 6 đây, quản được 3 của màu 3 Mạnh Hào đây rồi. 8k bị quản đấy nhá. 8k này, 8k áo trắng à. Cái gì, cũng cả nhà chính đấy để sóc dân đến thì cũng khóc nữa. Và người ta sẽ lại bị một môn đẩy. Cứ từ bình tĩnh em ạ. Khi mà hot hit team ta tụng được nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và Mệnh đã bắt đầu đi vào trọng rồi. Mệnh đã bắt đầu vào trọng anh em ơi. Và vào đây rồi thì chắc chắn là ăn 7 em vào môn và không thể nào chạy được turn hot này. Mệnh ơi, cả nhà mình ơi. Vô cù chưa? Vẫn chưa cù. Thế thì tích một turn lên hot thân thôi. Rồi bạn không ca cùng gì thì lên hot thân thôi. Vâng, quýt. Hay là nó có công ca sắp hết từ nhà tiệm sao không nhỉ? Chắc không đâu, mình nghĩ là gặp Hitty này, cái nhà này khéo lắm, khi lại bị bổ chết nữa chứ này. Cái gì đấy? Vâng, chém hai máu bị đập chết rồi. Rồi, chú Tiệu tham lai còn 8 thôi. Đây là máy của anh thủ chim sẻ phải tham 130 rồi, tầm này chém sẻ đấy anh em ơi. Vâng, đây rồi, đây là màu 4 của Kumet 98. Rồi, dí rồi. Các bạn vẫn khá là lì ở trong trận đấu này anh em ạ. Bạn tỷ số ra 1-0 dành cho game thủ của team FS ở sau trận đấu đầu tiên này. Bây giờ thì đội bạn không cửa để đối đầu với những trẻ nữa rồi. Thì đây là Hot Hitty, bên kia chỉ là Hot Babylon thôi và sẽ bắt đầu gần đến nhà của Kumet 97. Gió đã ngồi sau anh ơi, chiều nay gió vừa kèo với game thủ không được khóc này. Rất nhiều những nhà BA và rất nhiều những con hot không lên cả hot thần đến từ game thủ chim sẻ và Mệnh Quýt rồi. 1-0 dành cho game thủ chúng ta. Ok. Đây cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau đây đội 1-0 dành cho game thủ của team FS. Một trận đấu rất là ok.